Chúng tôi xin được chúc mừng doanh nhân Võ Thành Thảo, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mỹ phẩm Zani Oni. Doanh nhân Võ Thành Thảo, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mỹ phẩm Zani Oni, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và làm việc cho công ty xây dựng được 3 năm, sau đó lại có duyên theo học ngành điều dưỡng rồi mở spa chăm sóc điều trị với các vấn đề về da và chăm sóc mẹ và bé. Với khát vọng xây dựng thương hiệu mỹ phẩm an toàn mang tên Zani Oni, sau những tháng năm khởi nghiệp đầy thăng trầm, doanh nhân Võ Thanh Thảo đang dần chứng tỏ bản lĩnh trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt từ khi thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Zani ra đời. Người đẹp được yêu thích nhất tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022 ngày càng ghi dấu ấn đậm nét với những thành tựu đã đạt được. Một lần nữa xin được chúc mừng. Một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức chúc mừng đại diện của các đơn vị doanh nghiệp cũng như là các doanh nhân đã nhận được những có thể nói rằng đây là những món quà rất là tuyệt vời cũng như là công nhận, ghi nhận đóng góp của tất cả quý vị trong chặng đường phát triển sự nghiệp của mình. Một lần nữa xin được chúc mừng các doanh nhân và thay mặt ban tổ chức xin được chúc các doanh nhân chúng ta thật nhiều sức khỏe và tiếp tục phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn hai vị đại diện ban tổ chức.